kia også musik. Vừa qua vào khoảng đầu năm 2019, hãng xe Hyundai đến từ Hàn Quốc đã cho ra mắt phiên bản mới nhất của mẫu xe Ixen, dòng xe tải hạng nặng hàng đầu của hãng, sau hơn 7 năm kể từ ngày phiên bản đầu tiên của mẫu xe này được ra mắt thị trường. Lần này mẫu xe được gọi với cái tên là Hyundai Ixen Pro. Phiên bản lần này gồm có các nâng cấp về phần động cơ, xe được trang bị động cơ mới với công suất cực đại lên đến 540 mã lực, lớn nhất từ trước đến nay trên mẫu xe này. Và thiết kế thì đã được thiết kế lại, tinh chỉnh một số chi tiết. Và điều đặc biệt nhất ở phiên bản này đó chính là hàng loạt các trang thiết bị an toàn thông minh chủ động đã được hãng tích hợp vào mẫu xe này. Với những thay đổi này cho thấy hãng xe Hyundai đang rất chú trọng về phần chất lượng cho mẫu xe này, đi cùng với đó là thiết kế không kém phần hiện đại, bắt kịp với xu hướng của thế giới. Ở phiên bản này, phần thay đổi dễ thấy nhất có lẽ đó chính là về phần ca lăng. Về phần ca lăng thì đã được hãng Hyundai thiết kế lại hoàn toàn, hiện đại hơn và tinh tế hơn, thay cho kiểu thiết kế dạng hát nước ở phiên bản trước. Tiếp đến là ở phần cản, ở phiên bản công trình thì đã được vát cạnh ở hai bên và loại bỏ hai cái đèn sương mù tròn. Thay vào đó thì đèn sương mù đã được tích hợp hẳn vào cụm đèn pha trước, giúp cho dáng xe trở nên mạnh mẽ và cứng cáp hơn. Ở phần hông thì vẫn là theo ngôn ngữ thiết kế cũ, không có gì thay đổi so với các phiên bản trước. Ở phiên bản mới này thì Hyundai đã sử dụng hai dòng máy, đó là dòng máy H và dòng máy L, với dải công suất cực đại trải rộng từ 340 mã lực đến 540 mã lực. Thì ở phiên bản cao cấp nhất đó là phiên bản sử dụng động cơ Hyundai New Baotech mới với 12,7 lít cùng với 6 xi lanh cho công suất cực đại là 540 mã lực, với mô men xoắn cực đại là 2600 Nm. Với việc sử dụng hàng loạt các hệ thống hiện đại như tuần hoàn khí thải EGR, bộ lọc khí thải DBF, hệ thống kiểm soát khí thải SRC và hệ thống kiểm soát lượng oxy hóa ammoniac AOC, nên mẫu xe này hoàn toàn đạt được tiêu chuẩn khí thải là Euro 6, vì cùng với đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 7% so với phiên bản trước. Xe vẫn có đầy đủ 3 phiên bản, đó là phiên bản đầu kéo, phiên bản tải hùng và phiên bản xe công trường. Thì ở 3 phiên bản này thì mỗi phiên bản đều có các kích cỡ và chiều cao cabin khác nhau.